Hello, lại là mình đây, Trải nghiệm TV. Thì chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Và nhân dịp là Argentina đã vô địch thì hôm nay mình quay lại cái con game là Argentina 99B để review cho anh em một số thông tin cơ bản. Và người ta đã up một cái phiên bản mới cực kỳ dành cho những anh em nào mới vào chơi, mới biết cái con game 99B và ngay và luôn tại cái video này. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em lấy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất rất là nhiều luôn. Và hôm nay mình sẽ vào cho các anh em xem là một cái con game rất là nhiều tính năng ưu và đãi cho các anh em nha. Vì sao mà có những tính năng mới dành cho những anh em nào mới? Thì lúc trước nó ra những cái phiên bản mới thì nó rất là khập khiển anh em. Nó được cái này, nó mắc cái kia và nó không có cái nọ. Thì hôm nay nó đã có tất cả hầu như là cần thiết nhất để các anh em chơi được một cái con game mu nó tuyệt vời nhất. Thì hiện giờ con game này cũng rất nhiều anh em Việt Nam đang săn đón và chơi, đang trải nghiệm và đang thả hồn mình với tuổi thơ. Thì hồi tối mờ mờ không làm cho anh em thất vọng anh em. Thì những anh em nào mà ở bên cái đội mà MP3 thì mình xin cái tuổi nha, đậu xanh nói tới đây. Những anh em nào mà fan cứng của MP3 chắc nó nói thằng này đâu mình bọc tay nó cái coi. Thì hồi tối thì mình đã có coi từ đầu World Cup tới giờ, mình không có coi anh em, mình chỉ đợi coi cái trận chung kết thôi. Vì cái trận chung kết là có một cái thằng thượng của mình nên mình vô mình coi thôi. Nhưng thật sự là mình không có coi trận nào hết. Và tối mình coi thì nó rất là hồi hộp anh em. Nó rất là hồi hộp luôn. Thì hồi tối chắc anh em dự định là đang bỏ dép rất là nhiều, đang bỏ dép. Vì ở hiệp 1 thì nó đã vô hai trái anh em ạ. À. Thì giờ đó là cái em đang bỏ dép, đang chuẩn bị thôi, đang chuẩn bị bỏ dép, nhưng mà qua hiệp 2 nó đóng lại hai trái thì anh em đã mang dép vào lại rồi. Cái đó là một cái vui, một cái mừng để cho các anh em. Để tội nghiệp anh thở lặng lắm, đậu xanh vô review game đi qua luôn bình luận viên anh em đậu phộng. Thì hôm nay mình sẽ vào tất tần tật cho anh em xem một cái phiên bản mới của cái con game là Argentina 99B. Thì hiện giờ người ta đã update cho anh em được những gì và có những gì. Đầu tiên thì vào cái bảng chat cho chúng ta là cái bảng chat chip, nó rất là thuận tiện, muốn tắt giờ nào tắt, muốn bật giờ nào bật. Thì bật lên thì chúng ta sẽ nhận được những tin nhắn ALL, tin nhắn kế bên, tin nhắn thế giới, tin nhắn gui, đặc biệt là chúng ta thấy được cái lượng S của chúng ta farm lên được bao nhiêu. Thì cái con game này chúng ta bơi tê càng nhiều thì cái lượng S nó lên càng nhanh càng cao. Nếu mà solo bãi cũng được, tốt nhất thì các em hãy đi đền Kalima, mua vé Kalima level 100 trở lên thì chúng ta có thể đi đền Kalima 1 2 3 4 5 6 gì đó, cứ việc dài lên, chúng ta càng khỏe thì đi càng nhanh. Thì như vậy là nó cho chúng ta một cái lượng level lên rất là cao. Level lên nhanh lên cao thì nghĩa với chúng ta reset rất là nhanh. Thì mình vào cho các em xem cái bảng reset của mình. Cái là tổng lần reset của mình thì là 67 lần. Các anh em thấy là nó không có quá bắt mắt nha, chỉ 67 lần thôi. Từ khi mà tạo thiên lập địa review cái con game này tới bây giờ luôn, người ta đã mát rồi. Hôm nay mình định lấy một cái ạc whip vào trong đây để cho các anh em xem và trải nghiệm. Nhưng mà không có Ewen thì không có cầm ạc whip làm gì nè. Nếu mà cầm cái ạc whip thì phải có Ewen, như vậy nó mới sẽ đi là song song được. Thì tổng quan là cái nhắn tin không có gì cầu kỳ, và cái cầu kỳ nhất là ở đây thì người ta đã cho chúng ta một cái bảng cài đặt, nó không còn là lem nhem nữa mà nó cho chính xác nhất ở đây. Chính xác gì thì chúng ta có là mu shit nè, là âm nhạc nè, có thể chúng ta là bắt được một cái cành tròn đây, một cái cành tròn. Ngoài cái cành tròn thì chúng ta có thể là ở hai cái dấu mà mũi tên xoay tròn, ở trên là đổi class và ở dưới là chọn server. Ở ngoài màn hình nhìn vào thì bên phải thì chúng ta sẽ có được ở trên là mua ship nè, và cái dòng tích màu xanh thứ hai, cái dòng đó là mở con trỏ. Cái dòng thứ ba là cái dòng là đổi class, và cái dòng thứ tư là dòng chọn server. Nhìn vào chính giữa thì chúng ta có một nút OK, thì bấm vào đây nó sẽ mắc và mình sẽ bấm vào lại. Còn những cái dấu tích xanh đó thì mình sẽ bỏ từ từ cho các anh em xem. Mình sẽ bỏ thì cái không gian và không cảnh thì nó sẽ nhạt đi và mờ đi. Điển hình thì những cái đó các anh em gọi nôm na đó là một cái là anti-lag anh em. Anti-lag là chúng ta sẽ hạ cấu hình xuống ở ngay ở trong máy luôn, không có cái cài đặt gì hết, mà chúng ta chỉ cần tích vào những cái ô này đây. Chỉ cần tích vào những ô này rồi bấm OK thì chúng ta sẽ có một cái là anti lag, giảm lag cực kỳ hiệu quả khi mà dành cho những anh em nào máy yếu không có khả năng mà đẩy đủ chen cho full match pin, full cảnh giặc lên. Thì các anh em có thể là hạ cái này đấy, hạ cái này thấp nhất có thể là có điều kiện. Nếu mà các anh em không có muốn trải nghiệm một cái xung quanh đẹp đó, thì chúng ta có thể là tắt hết.
Vì chúng ta tắt hết thì chúng ta farm với nó rất là nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta tắt hết thì cánh em farm á, nó sẽ không có tình trạng là lan giật lắc các kiểu, mà nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm mượt nhất có thể. Thì mình sẽ tắt hết nha. Đây. Đấy, mình sẽ tắt hết. Đây, bấm ok. Thì các anh em nhìn vào cái khung cảnh là không còn cái gì mà để bắt mắt rồi đặc sắc, hay là những cái gì mà phong phú đẹp nhất trong con game mu. Thì như vậy chúng ta chơi á, thì nó có phần nào là mướt mượt, nhưng mà mình thấy cảm nhận nó không sướng. Vì sao các anh em thấy nè, nó chỉ là như một cái hình ảnh quánh ga vậy thôi, chứ không có cái gì đặc sắc. Nên mình không có chơi theo cái đường hướng này. Mình sẽ bật full lên. Đấy, mình sẽ bật full lên hết. Tại vì chơi là để trải nghiệm anh em. Nếu mà mình chơi mà cứ chăm chăm vào cái mạnh nhất rồi cái ngon lành nhất đó, thì cũng không có sướng đâu. Tại vì mình chơi chủ yếu là để trải nghiệm, để cảm giác được một cái con game mà nó phê nhất có thể. Mình sẽ bật full lại cấu hình. Nhưng mà các anh em đừng dội ga, đại đừng dội lướt, mà hãy chờ lại chút xí để mình review tiếp. Và đây là một tính năng hay ho mà người ta đã cập nhật cho những anh em. Và đây là một cái video review dành tặng cho những anh em nào mới chơi, những anh em nào chưa biết và đang dự định vào chơi. Còn những anh em nào quá bờ gồ hay là quá whip ở cái con game này, hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video góp ý cho những anh em vào chơi sau nó có động lực để nói tiếp một cuộc hành trình. Vì đây nó chưa có việc hóa hoàn toàn hết, mà nó chỉ là up ra những cái phiên bản dễ chơi, dễ trúng nhất để cho chúng ta sáp nhập vào một con game nó thật nhẹ nhàng. Thì đây là một cái tính năng này. Khi mà chúng ta tích vào một cái dòng cuối cùng lên màu xanh thì nó cho chúng ta ra một cái màn hình zoom. Một cái màn hình zoom này các anh em cứ tưởng tượng thôi, khi mà mình chơi những cái con game mu khác, những phiên bản khác thì chúng ta dùng hai ngón tay chúng ta lia lại và kéo ra. Còn cái này thì nó tích hợp cho chúng ta một cái tổ hợp phím, đó là ADD. Thì bấm vào trong đó là màn hình chúng ta sẽ nhìn xa nhất có thể. Thì nó cho cái tính năng này thì chúng ta áp dụng rất là ngon lành khi chơi, khi săn boss nè, hoặc là đi sự kiện nè, hoặc là đi PK, thì chúng ta thấy đối phương ở một cái tầm xa nhất định để chúng ta phản công hoặc là bỏ chạy. Bỏ chạy là cách tốt nhất khi đổ đầu nha anh em. Đó, đó là một cái tính năng cực kỳ hay. Còn các anh em muốn mà bung gần lại thì các anh em cứ việc tích vào cái đó là nó sẽ bung gần lại cho chúng ta. Đây, khi mà bung gần lại như vậy thì mình sẽ trải nghiệm một cái khung cảnh nó tuyệt vời, đặc sắc, nó gõ từ chi tiết thì chúng ta chơi nó sẽ là thoải mái nhất có thể. Và một điều đặc biệt là chúng ta có một cái control, một cái nút icon của cái skill nào mà mình cần thiết đưa lên, chứ không phải như ở một cái phiên bản đầu mà nó cho chúng ta là bốn cái icon. Còn ở đây nó chỉ hiện cho chúng ta một cái icon là quả lồng xích thôi. Đấy. Và nhìn ở ngoài màn hình, nhìn vô góc bên phải ở dưới á, nó có chữ là BWB màu xanh. Thì cái này là cái tình trạng là BK nha anh em. Đấy, khi mà các anh em tích vô thì nó sẽ là phật lên màu xanh. Còn khi mà mình muốn bỏ thì mình bấm vô là nó sẽ thành màu đỏ nha anh em. Đấy, chúng ta màu đỏ là không BK được, đó là BWB off. Còn khi mà chúng ta nhấp vô thì nó sẽ là BWB on. Khi mà ở chế độ on thì chúng ta nghĩ tới là chúng ta có thể BK được anh em. Thì người ta đã cho cái phiên bản mobile mình BK nó rất là sướng rồi. Còn so với PC thì nó không bằng đâu nha. Khi chơi cái con game mu mà chơi trên PC thì BK nó là đỉnh rồi. Chạy ai quen là whip, còn săn sự kiện là chùm. Còn khi mà chơi ở trên mobile thì chúng ta trải nghiệm thả hồn, đi đâu cũng được, đi du lịch hay là đi đâu thích, rảnh giờ nào mình có thể là vào trong game giờ đó. Đó, đó là một cái rất là ngon lành. Và ở trên đây là bốn cái cành ở bên góc trái của mình, thì chúng ta có thể là chứa mana, chứa HP đồ các kiểu. Thì mình sẽ về một cái map nào đó để cho các anh em xem cái khung cảnh. Bấm vào chữ M thì chúng ta có thể là chuyển map về cái map là Logankia. Đây, về cái map Logankia thì về đây chúng ta có thể là xâm nhập vào những anh em nào có thể là buôn bán nè. Ở đây người ta treo đồ, người ta bán khá là nhiều, rất là nhiều luôn. Và có một anh đắt kin rất là đẹp nè anh em. Thì rất là lâu rồi mình không có vào cái hòm đồ của mình, thì mình sẽ vào một cái gương đồ của mình xem sao. Thì ở đây mình thấy là mình bật full setting lên, thì mình để ý là cái con quạ mình có hiệu ứng anh em. Đấy, con quạ mình có hiệu ứng nè. Nó có hiệu ứng rất là ngon lành. Nè, các anh em thấy không? Nó có một cái control nè. Một cái control này để chúng ta di chuyển clear nhân vật. Còn nếu mà chơi như PC thì chúng ta có thể tắt ở ngoài cái nút màu xanh ở bên góc phải màn hình dưới cái chữ Moses, cái chấm xanh chúng ta tắt. Thì chúng ta di chuyển như PC. Đây.
nó không có cái con chỏ chuột nữa, mà chúng ta phải di chuyển như BC đấy, di chuyển BC, cái mũi tên nằm đâu thì sẽ clear vô đó. Đây là một cái kho ngọc của mình, rất lâu rồi mới vào cái kho ngọc lại nè. Đấy, nó tàn phai theo nhan sắc là mình gom mình xây win đồ các kiểu thì nó đã banh Sài Gòn hết rồi, nó không có còn gì nhiều, chỉ còn là những cái này thôi. Hoàng ngọc ở bên ở đất ba của mình thì cũng khá nhiều. Hôm nay mình định là mình cài ngọc bên đó mình xây win để làm clip, nhưng mà chưa có nguyên liệu nhiều nha, để mình xây vài cái win rồi mới được anh em. Còn anh em nào mà không quen với cái lối mà đi di chuyển theo như BC thì chúng ta có thể là vào trong cài đặt và tích lại cái dấu màu xanh ở cái dòng thứ hai ở trên chữ ở dưới cái chữ Moses, thì chúng ta bật vào OK, bấm OK là xong. Thì chúng ta có một cái con chỏ để chúng ta di chuyển chơi mobile phổ thông đó. Đây là một cái khung cảnh người ta úp lên một cái giao diện là cực kỳ sắc nét cho chúng ta, là một cái nhân vật nó không có còn mà hoạt hình đấy. Nhiều anh em vô bình luận nói con game gì giống hoạt hình quải đạn đậu xanh, con game người ta đẹp như vậy mà mấy ổng dám bình luận là nói giống hoạt hình, buồn mấy ổng thiệt chứ. Và mình sẽ ra một cái chọn nhân vật để cho anh em xem là nó sẽ như thế nào, thì mình ra cái bảng chọn nhân vật nha anh em. Này ở ngoài cái khung cảnh mà chọn nhân vật thì chúng ta đã đổi mới rất là nhiều, nhìn vào cái khung cảnh thì mình thấy là nó lung linh lộng lẫy hơn, cỏ thì nó xanh hơn nhiều, và tên nhân vật thì nó đậm hơn và có những hiệu ứng. Mình kết nhất là cái hiệu ứng của con quạ, hôm nay không vào, hôm nay mình vào mình thấy con quạ mình đẹp quải đáy anh em đấy, rất là đẹp luôn. Thì hiện giờ mình đang có là Sword Master nè, rồi Magid nè, Dark King nè, rồi cung nữ, thì mình đã lên cho một cái bộ con nách lót của mình đứng chính giữa. Thì đây là một cái acc tâm huyết, mà một cái acc mình đã tính toán một cái đường rất là xa xôi, vì mình đợi mình vào mình trải nghiệm anh em. Có bốn người đứng kế bên để phò một anh, đây mình sẽ vào Magid nha, bốn người đứng kế bên để phò cái anh đách lót thì nó rất là ngon lành. Mình sẽ cho em máy quạt cho anh em biết là cái skill của em này sẽ như thế nào. Đấy, anh em thấy quay về tuổi thơ chưa? Đó, quay tuổi thơ, mình sẽ tắt cái bảng chat nha để cho cái khung hình mình xa nhất có thể. Đó, khi mà Magid ở phiên bản đời đầu có được một cái skill quét như vậy thì các anh em thấy à, nó trên cả tuyệt vời. Thì chúng ta có thể là vào trong đây auto đó, khi mà auto chọn skill thì nó sẽ ra theo ý của mình muốn, khi mà quái phục lên thì mình sẽ sử dụng skill quét. Đó, các anh em thấy không, rất là đẹp, không cần mạnh đâu nam, không cần chùm server đâu, và cũng không cần bá nhất server đâu, chỉ cần là mình thích con nhân vật của mình chơi để mình trải nghiệm thôi. Đây, đây là một con nhân vật của mình khá là cùi chuối, mới 7 lần reset, nhưng mà cách dài hôm là mình vào mình trải nghiệm không lâu đâu, dài hôm thì vào thăm cái acc, dài hôm thì vào thăm cái acc, thăm cái acc đang chạy một vòng xem anh em coi on như thế nào, và vào trong đây để trải nghiệm chứ không phải mà vào trong đây nó hơn thua nha anh em. Những cái acc mà thậm chí bây giờ mình còn vào những cái acc mua login đó nè, những acc mua login nào của mình còn đợi là mình còn vào nó, lục địa login mình cũng dẫn vào nè, rồi những cái con game nào mà liên quan, thậm chí là những cái con game mà nó hao hao như là mu mình cũng dẫn vào, mình còn đợi mình còn tải ở trên màn hình của mình là mình còn vào nha anh em. Mình sẽ vào trải nghiệm hết lại những gì mà mình đã có làm clip, mình trải nghiệm xem là có nên làm clip nữa hay không. Thì chủ đề của mình đó là chỉ là đi sâu và đi xa, đi hoài hoài theo con game mu thôi, và những con game khác đó thì mà ít lắm nè, tại vì có nhiều người kêu mình quảng cáo nhưng mà mình thấy không hợp, vì kênh của mình đang làm game mu mà nè, đưa game khác vô thì nó chổi bảng nên mình không có nhận. Những anh em nào kêu mình quảng cáo game mu thì mình mới quảng cáo thôi, còn game khác thì mình từ chối luôn. Các anh em thấy sướng chưa? Đấy, Magid của mình quạt như vậy thì nó đã quá phê cho một cuộc tình này, nó không còn cái từ gì mà đã diễn tả được. Và tiếp tục mình sẽ chọn một vị clash khác mình vào cho các anh em xem. Đấy, khi chọn một vị clash khác rồi thì em còn quánh như đúng rồi luôn, thì mình sẽ vào đắt kim cho anh em xem. Đây, những con ạt này là những cái con ạt tâm huyết của mình đây. Đấy, nó khá là cùi chuối và cùi bắp luôn, nhưng mà được cái là nó ngon lành anh em. Các anh em thấy gì chưa, đâm gió một phát một là chết luôn anh em ạ. Phiên bản thời đầu mà kiếm được một cái ngọc skill đâm gió thì nó cực kỳ khó luôn, còn ở phiên bản đời sau này như là RS3, RS4 cho lên đó, thì khi mà mình
đâm gió thì nó rất là nhẹ nhàng rồi. Còn phiên bản đời đầu mà kiếm được cái skill này thì thôi ôi giời ơi luôn, cực kỳ khó nha anh em. Đây là cho chúng ta một cái bản tra đê rồi thâm nhập vào gui rồi thâm nhập đồ các kiểu. Thì khi mà có một cái thời gian rảnh thì chúng ta có thể vào trong đây để tìm hiểu và khai thác một cái con game. Các anh em thấy không? Khi mà mình bật auto chỗ nào thì nó sẽ tự về chỗ đấy. Chúng ta di chuyển đồ các kiểu đó, thì nó sẽ đi về cái chỗ cũ của mình thôi. Thì như ví dụ mình sẽ lại đây mình bật auto nè. Ở đây có quái nhiều thì mình sẽ bật auto lên, nó sẽ ở đây nó farm quái. Đó. Thấy gì chưa? Thấy cực kỳ sướng chưa? Khi mà các anh em muốn cái cảm giác cực kỳ khổ thì có thể chơi là RS3, có thể chơi RS1. Còn theo mình nó thì con game nào mình cũng chơi hết anh em, mình không có ngại con game nào. Nên những cái con game mà mình review hay là những game mình quảng cáo đều có chơi hết, chứ không phải là mình review mình quảng cáo rồi mình bỏ qua đâu. Mình có chơi nhưng mà ít vào thôi, nhưng mà vẫn có chơi bình thường nha. Tại mình khi mà mình rảnh giờ nào thì mình vào mình trải nghiệm giờ đó thôi, chứ không phải là chơi xuyên suốt mà 24/24 như tất cả các anh em được. Mình chỉ rảnh giờ nào mình vào giờ đó thôi nghe anh em. Đấy. Khi mà farm với một cái con nhân vật mà mình yêu thích, farm với một cái gì kêu mình yêu thích rồi, dù bỏ cho nó farm rồi mình đi chỗ khác cũng được. Và các anh em thấy là cái bộ đồ của mình nó lung linh lộng lẫy không? Mình sẽ vào bộ đồ cho anh em xem nè. Đấy. Vào cái túi đồ, đây là một cái set rồng xanh, fit với cái đầu là thiện phiến nè, fit với một cái giò thằng long nè, và được một cái cặp đao phượng hoàng anh em. Đấy, một cái cặp đao phượng hoàng nó cực kỳ là ngon lành luôn, và cộng theo đó là một cái win 2. Đây một cái áo đây. Cũng rất là nhiều kỷ niệm đối với mình. Đấy, những con nhân vật của mình đã tạo lên, sắm tất cả các skill, cài bừa cuốc cho nó những cái skill nào mà mình thích nhất thì mình sẽ chơi nó sẽ ngon lành nhất nha anh em. Đấy. Các anh em thấy đắt kinh chưa? Vô coi reset được 2 lần reset và đã mát anh em. Đấy, đã mát rồi chừng nữa reset lên nữa được 3 lần đó anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Chia sẻ cho các anh em, review cho các anh em, những anh em nào mới chơi chưa biết chơi con game mu nào thì có thể vào cái con game mu này để trải nghiệm anh em. Thì đường link thì mình có để trong phần mô tả hết, các anh em có thể vào game để tải đồ trải nghiệm đồ các kiểu nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha anh em.